sao bị ví trong cái tủ này. Sang mặt sọt thì ví này trước dụng chị này luôn. Cẩn thận luôn chú ạ. Giáp cho nó thật đẹp hộ cái nhá. Vâng. Cả hai cái làm cái đấy luôn. Vệ sinh thật sạch sẽ. Đẹp lắm. Chắc chắn là xong. Xong hay không là do cháu điều tiết hết. Cháu điều tiết công việc hết. Đồ gỗ Bùi Tuấn xin kính chào quý vị và các bác nhé. Hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2022, chúng tôi đang có mặt ở nhà chú Minh, chú gần Ủy ban Nhân dân xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Và chúng tôi bàn giao siêu phẩm đỉnh cao cho chú đây. Các bác có thể xem đây trên màn hình, đây là chiếc sập Ngũ Phúc chất liệu bằng gỗ Cụ Tà Quảng Bình trọn vân. Và đây là hàng nghệ nhân đục nhất thưa các bác. Đấy, kích thước là 1m70x21, rất là đẳng cấp. Đây là hình ảnh cái cô chú. Và nhân dịp clip này thì cháu cảm ơn chú Minh nhá. Một lần nữa cháu cảm ơn chú. Và cháu kính chúc là chú công việc thì thuận lợi, luôn luôn là gặp nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn cháu rất nhiều. Và cháu cảm ơn cô nhá. Cháu chúc cô sức khỏe. Rồi, cảm ơn và nhá. Cảm ơn. Và còn đây là chú Đạo, đây chú cũng mua sản phẩm của chúng tôi. Để tôi quay lại một chút nha các bác xem, đây là sập cực kỳ vân luôn, vân và gần. Đấy, nắp nền đúng tầng 4 phòng thờ. Đây tôi quay đây các bác xem trên camera này, phải nói nó quá vân luôn. Đấy, vân thật sự không có vẽ gì, chúng tôi bảo đảm bảo hành 100% là hàng vân tự nhiên. Đấy, nhìn trên camera đây. Đấy, nó vân quằn quại luôn ạ. Và cái sập Ngũ Phúc này thì để vào gian thờ thì cực kỳ là hợp các bạn. Đấy, trên đây chú có kê sập thờ này. Đấy, sập thờ này, mặt đục hổ phù, đỉnh đồng các thứ này, lơi thờ cúng gia tiên trang nghiêm, các cụ luôn là phù hộ cho. Và các bác quan tâm muốn sở hữu những chiếc sập như thế này thì có thể liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0836269999 hoặc số Zalo là 0985230888. Và địa chỉ cửa hàng tôi là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Các bác hãy đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những cái sản phẩm chúng tôi đang hiện hành. Đấy, và đây nhá, là tầng dưới đây các bác này, đây cái tủ bày đồ chất liệu bằng Cụ Tà Quảng Bình nhá. Cái tủ này thì là cao là 1m27. À, 1m27 này, đục Ngũ Phúc kim tiền bệ triện, cao là 2m17. Đây là gian phòng bếp của nhà cô chú này. Đấy, gian phòng bếp này các bạn, em đi ra ngoài đây. Đấy, gian phòng bếp này. Đấy, rất đẹp luôn đây. Góc này là đây, kế chiếc tủ này, bên này nó quay hơi ngược sáng các bác nhá, hơi ngược sáng. Đấy, một combo là một chiếc sập và một chiếc tủ bày đồ. Đấy, đây là toàn bộ nó gian phòng bếp của cô, để cô chú cho trưng bày rượu ở ngoài này. Đấy, rượu ở phòng này. Đây ra gian phòng khách. Đấy, gian phòng khách đây ạ. Rồi, rất tuyệt vời luôn ạ. Cảm ơn các bác nhé.